Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 3 tháng 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước, tổng kết chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025. Ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Giai đoạn 2016-2021, chương trình khoa học và công nghệ phục vụ nông thôn mới tạo được cơ chế phối hợp, thu hút đông đảo lực lượng khoa học và công nghệ thuộc nhiều chuyên ngành của cả nước. Chương trình cũng đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khách quan và thiết thực tác động của khoa học và công nghệ đối với xây dựng nông thôn mới, tập trung vào hai mảng tác động chính là tác động đến tăng trưởng nông nghiệp và tác động đến kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội nghị thống nhất các đề tài dự án triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 phải bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trực tiếp giải quyết những vấn đề cấp thiết gắn với tính đặc thù và phù hợp với điều kiện của các địa phương và huy động được sự tham gia của các bộ ngành trung ương để giúp các địa phương, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, người dân tham gia. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị trong thời gian tới, các đề tài dự án nghiên cứu gia tăng hàm lượng kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tích hợp đa giá trị vào một sản phẩm nông nghiệp. Trong giai đoạn tiếp theo, chương trình cần đẩy mạnh hỗ trợ bà con nông dân chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.